Trong hai ngày 10 và ngày 11 tháng 12, tại điểm du lịch Kiwuki Park, xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng đã diễn ra giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ nhất. Vòng loại diễn ra khá sôi nổi và hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem và cổ vũ. 32 chú ngựa do 32 nài ngựa đều là những thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Sau khi cưỡi ngựa chào khán giả, đã chia thành 8 lượt đua để chọn ra những chú ngựa chạy nhanh nhất vào vòng chung kết và chọn ra 2 con ngựa nhanh nhất để trao giải. Điểm đặc biệt tại giải là các ngựa đua sẽ không có lớp yên cho người điều khiển. Chính điều này đã tăng thêm sức hấp dẫn cũng như mức độ khó cho người đua. Khi đến đây thì có xem được một cái chương trình lễ hội đua ngựa không yên tại huyện Lạc Dương thì cảm thấy rất là phấn khích, rất là vui vì đây là lần đầu tiên được trải nghiệm qua cái cảm giác này. Và khi mà được xem các bạn nài ngựa mà thi thì cái cảm giác của mình là cũng hồi hộp dùm cho các bạn khi mà thấy là có những chú ngựa mà chạy sát nhau để giành cái phần thưởng về đích cuối cùng để được hạng nhất thì cảm thấy là nó có một cái sự rất là quyết liệt. Việc hưởng ứng chương trình này thì 5 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện tham gia, mỗi đơn vị là có 2 ngựa. Ngoài ra các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn huyện cũng tham gia hưởng ứng chương trình. Tổng số ngựa đến ngày hôm nay dự thi là có 32 chủ ngựa. Ngay thì ủy ban nhân huyện đã tổ chức xong cái vòng loại và trong ngày khai mạc thì sẽ tổ chức ở vòng chung kết. Sau khi lựa chọn từ 32 chủ ngựa mà có kết quả tổ chức sẽ còn lại 16 chủ ngựa để vào vòng chung kết. Ủy ban nhân huyện muốn lưu giữ lại cái nét văn hóa này, cho nên chắc chắn trong những năm tới huyện sẽ luân phiên và sẽ thường niên tổ chức cái giải đua ngựa không yên. Mục đích là để lưu giữ cái nét văn hóa của người địa phương ở cao nguyên Lam Giang, thứ hai là để phát huy những cái văn hóa mà có tính bảo tồn, có tính di sản, vừa phục vụ cuộc sống mà vừa để lưu giữ cái văn hóa truyền thống của dân tộc.